Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến. Các bạn thấy mấy hôm nay ở Mỹ gần như là bữa nào tôi đi cũng thấy tai nạn xe cộ. Các bạn biết rồi, vấn đề mà ở Mỹ tai nạn mà giao thông nó, tôi đã nói là nó tính bằng giây đó các bạn biết, chứ nó không có tính bằng phút đó. Mỗi một năm như vậy đó, tai nạn giao thông ở Mỹ thôi đó 60.000 người chết. Các bạn thấy nó thiệt hại, nó thiệt hại hàng tỷ, hàng chục tỷ trong cái ngành mà bảo hiểm, trong cái ngành mà cho thiệt hại trong về kinh tế đó. Các bạn thấy khủng khiếp chứ đâu phải Việt Nam mà tai nạn giao thông là bảo rằng Việt Nam là kinh khủng đâu. Người dân của mình ngày một lúc người ta giao thông nó ý thức hơn chứ không phải tồi tệ đâu. Mà các bạn thấy Mỹ là một cái thằng mà gọi là giao thông của nó là rất là ý thức. Nó ngày hôm qua tôi nhớ ngày hôm qua tôi cũng có like một cái vụ mà tai nạn giao thông anh ơi, phải không? Bữa nay lại một tai nạn giao thông đó. Các bạn biết những ngày mà lễ này nè, người ta đi mua sắm con người ta họ đi dỗ, họ bội vã lắm. Chỉ còn có mấy ngày nữa là lễ lớn rồi, họ bội vã khủng khiếp đó. Cuộc sống của họ ai cũng vội vã. Nó rush và nó stress. Các bạn thấy không? Đúng là từ bánh đầu cho tới bế đầu không à. Ghê không? Khiếp hả? Mẹ, đụng ghê không? Ghê không? Đụng nát luôn. Các bạn thấy dễ sợ không? Xe cứu thương đụng văng qua bờ bên kia. Văng qua chứ. Xe cứu thương rồi xe cứu hỏa rồi cái xe cảnh sát. Bởi vì mấy thằng mà chống cộng cực đoan, mấy cái lũ mà ba que chống cộng cực đoan ô hợp, các bạn thấy nó ngồi đó nó sôi bối Việt Nam. Nào là Việt Nam tệ thế này nọ. Các bạn thấy ở Mỹ nó như vậy á, nó chỉ làm cái bánh vẽ á. Ở bên ngoài nhìn á, nếu mà tôi chạy trên một con đường đẹp, một cái thị trấn, một cái đô thị mà đẹp, các bạn thấy nó thơ mộng. Có những cái đô thị á, nó rất là đẹp, nó im điềm. Mà phía sau đó là các là một cái cuộc sống nó tất tần tật, và biết bao nhiêu những cái vấn nạn và những cái lo âu lo toan hàng ngày trên đất Mỹ này. Mỹ nó là hiệp Trung Quốc mà anh chị các bạn, đất nước của nó rất là lớn, nó có 300 triệu dân, hơn 300 triệu dân Mỹ, mà nó có đời sống cao nữa. Anh chị các bạn thấy tai nạn giao thông tính bằng giây chứ không tính bằng phút, kinh lắm. Bởi vì các bạn biết ở bên Mỹ này làm chủ một chiếc xe đó, thì không có khó, nhưng mà để bảo quản, để đặng mà maintenance chiếc xe, để đặng mà giữ chiếc xe đó mới là khó. Nào là bảo hiểm xe hơi, rồi bảo trì định kỳ, rồi đóng thuế. Rồi các bạn thấy khi mà nó xảy ra những cái chuyện mà như tôi nói là tai nạn giao thông vậy á, là thấy rầu thúi ruột. Các bạn biết nhiều khi về nhà đó, nó còn bị khủng hoảng cái tinh thần á, tại vì bên này nó chạy với cái công suất gấp đôi ở Việt Nam. Mà anh chị các bạn nên nhớ vậy, cái công suất, cái tốc độ nó chạy đó, gấp đôi ở Việt Nam, chạy rất là mạnh. Việt Nam chạy trong nội thành chạy có 40 cây số một giờ thôi, mà các bạn biết ở bên đây nó chạy là 40 mile 23 25 cho đến 40 mile. Những cái khu nội thành đó, cái mile của nó mỗi một mile là 1 cây số 6, anh chị các bạn cứ tính tới kêu lơ. Ngoài xa lộ rồi những cái nơi mà ngoài xa lộ rồi cũng vậy, chạy rất là nhà mạnh. Đời sống ở bên Mỹ mà anh chị các bạn, cơm áo gạo tiền không phải như những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp nó lên trên này nó cho các bạn cái bánh vẽ đâu. Tôi nói chị các bạn biết, nó rèn luyện con người ta một cái sự thử thách. Hồi nãy tôi mới gọi một bạn lâu ngày không gặp, nó hỏi thăm, nó lâu quá không gặp, nó nghe nó kể cuộc sống gia đình thấy mà não nùng luôn. Con nó các bạn biết, nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, con nó rồi học hành cũng tới nơi tới chốn, bây giờ nó bị những cái bệnh nan y á, cái tội gì. Hai đứa con gái
rồi thằng con trai của nó cũng bị bệnh nan y, men thằng đó nó số của nó sao xui dữ vậy không biết. Có được thằng con trai đẹp trai lắm, cưng như gì, bây giờ thằng nhỏ cũng bị bệnh, tự nhiên nó bị bệnh, cái bệnh gì kỳ lạ. Con vợ nó cũng vậy, con vợ nó tự nhiên là cái con mắt nó mờ rồi nó mù luôn. Rồi nhỏ con gái của nó mới có hai mấy tuổi, có chồng hai đứa con, nó ở nhau vậy thôi chứ cũng chẳng đám cưới, không hỏi về Mỹ mà bên Mỹ mà. Rồi giờ tự nhiên là liệt nửa người. Wow, những cái ở bên Mỹ này nhiều cái bệnh các bạn biết không thể nào tưởng tượng nổi. Bây giờ nó không có nói là bệnh là tại vì thế này thế nọ, nó những cái bệnh hoạn ở bên Mỹ bây giờ không ai lường trước được hết đó. Nó không có nói đến vấn đề là tuổi tác hay là già hay là thế này thế nọ đâu. Nhiều khi những đứa trẻ trẻ nó cũng có những cái bệnh lạ kỳ lắm. Các bạn biết mà, Mỹ này nó là một cái đất nước gọi là công nghệ hiện đại quá, nó thải ra ngoài trong cái không khí, cái vũ trụ này biết bao là nhiêu sự độc hại, cái radiation khủng khiếp lắm, chất phóng xạ. Ra thì lại mình chia sẻ, anh thấy cái tai nạn xe cộ, lại mình chia sẻ để anh chị các bạn thấy chung quanh cái cuộc sống như thế nào và ở bên Mỹ nó ra sao. Bây giờ lại mình đi chợ. Một hồi lại tiếp. Nói chuyện tiếp. Giờ phải đi chợ đi, tranh thủ còn có ngày mốt nữa là bên Mỹ này các bạn biết là người ta nghỉ toàn nước Mỹ. Nó đi ra ngoài đường á, không, nó buồn hiu à. Nhà ai về nhà nấy, tại lễ lớn mà. Đại đa số là những chợ, những cái khu mà buôn bán, những cái nơi làm việc là ngày mai, ngày 24 Tây á. Các bạn biết nó đóng cửa hết. Đại lễ này lễ lớn. Nó cho người ta nghỉ. Cho nên phần nhiều là ngày mai, bữa nay nè, người ta tranh thủ. Bữa nay với ngày mai, người ta tranh thủ, người ta đi đi chợ gọi là bữa cuối á. Bắt đầu họ lo nướng con gà. Các bạn biết gà tây á, gà tây bự chợ bá. Các bạn biết nướng con gà tây bỏ vô cái oven á, nướng khoảng 3 tiếng đến 5 tiếng đồng hồ á, bếp nó rồi ra ăn với lại phải lăn tay rồi chạy cái kia nữa, cái ngày lễ tạ ơn mà. Thôi thì xin chào anh chị em các bạn nha, bye 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 bye, đi chợ một chút.